Hello mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã quay lại video có thấy ha. Hôm nay mình với anh Tường đi chiến. Hai anh em à. Rảnh nhà nào đi giờ đó. Nước lớn kinh. Ở biển đẹp kinh. Quá ơi. Eo ơi. Biển nó đẹp. Mình thấy biển đẹp không? Biển rất là im nha. Mà nước trong không thì không biết. Nước lớn nha mọi người. Hôm nay sẽ review cái súng 3.8 triệu. Này là súng thế hệ 2020 2021, không phải giống như súng cũ xưa mọi người. Đó là lý do tại sao mình mua cái súng mới trên Tường. Mà biết vì sao nữa không? Một súng mình trên Tường bị mất tiêu rồi. Bị súng tặc nó lấy rồi, bắn con cá mú bự đó, tịch thu hai cái súng luôn. Nên mình sắm cái súng trên Tường. Nó mình sẽ sắm cái súng của mình luôn. Nên mình review cái súng của anh Tường trước rồi, mới review cái súng của mình sao rồi. Mình thấy biển đẹp ghê không? Ai đi Phú Quốc á, nếu có điều kiện á, đi từ tháng 11, tháng 12 đến tháng 2 á, tháng 3, tháng 4 nữa là biển rất là đẹp nha mọi người. Tại gió Bắc á là mặt phía Nam này nè, rất là đẹp, tại vì nó trắng sóng hết trơn rồi. Gió nó thổi sóng mặt Bắc chứ không phải sóng mặt Nam. Còn mùa Bắc á, còn mùa Nam á thì ở đây sóng lắm, còn mùa Bắc thì im. Tới chỗ tập kết của mình với anh Tường này. Đã lên cho anh Tường ơi. Đá đó nó ngập rồi sao đẩy được? Đã trên đây đi hả hay sao? Đi đánh kia đi. Ok. Cường khỏe ghê không? Giác bao đồ lặn. Yeah. Hai cái súng. Biển quá đẹp mà cũng quá sóng. Không phải. Quá gió chứ lộn. Rồi sao để đổ đây luôn hả? Gú đầu gú nước đỏ chứ gú đâu ra cái sình á, sình hay gú? Không phải gú đâu ơi, nước rất đỏ hay gì á. Ủa nhận hàng ở đâu vậy? Để vô. Nó dài không được. Thằng nóng, lấy hàng nóng trên tường. Quán dư vậy. Đây. Đập hộp. Đố cái sự này cái gì? Bên Tường đập hộp mọi người. Cái vỏ không hả? À cái miếng chạm mà cái vỏ đâu chịu hết chị. Chưa biết, để hỏi nó sao đi. Rồi đây, đây coi cho phụ kiện nó cho gì trong đó. Rồi mở ra đi coi.
không? Không thấy gì chân gì. Hỏi nó, phải hỏi nó lại. Có cầm qua tay không vậy? Rồi rồi. Rồi túi rồi. Để hỏi nó, để hỏi nó sao? Sao có cặp dây một vậy? Cặp dây à? Cặp dây à? Không quy không? Không có, không có. Cái đó mình mua thêm. Cho được cặp bao tay chống cắt. Hai mũi. Thọt vô chỗ thấy đó. Kẻ ngược lên đó, cái kẻ ngược lên anh Tường, ngược lên hai mũi. Vậy là dây chống cắt nè, cái dây chống cắt hả, tầm 4 mét á, 1 mét là 2 mét mấy rồi, biết gì thứ sự rồi, mũi mét mấy à. Alo. Cô cho hai tên cho mọi người đó, tên thép sắn. Rồi. Đây khoảng dây thun ruột vàng, thun là thun 16 không dây trò các kiểu gì, lô theo súng đây, bữa mình đến tường lấy cái súng cái gì đó mọi người đó, thấy không, bán này bán loại mới là nó dẹp đó, xuống nước nó linh hoạt hơn. Mọi người đừng có quan tâm cái súng này, mình sẽ review cái súng này sau nha. Súng này mua có Thiện á, Thiện 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 38. Cái này mình sẽ review sau. Lên đường. Anh em núp trong cái tối rồi. Mặc đồ lặn vô. Cái đó của em rồi đó, ngắn cái tiền của em đó. Phải không? Mặc đồ lặn phải đeo chì nha mọi người, thôi là nó nổi rồi, không có lặn gì được gì đâu, đeo chì cho nó chìm xuống, lặn nó dễ bắn cá. Thôi thay đồ lặn ra, mặc đồ lặn là để ấm nè, ấm người chứ không bị sứa chích nha mọi người. Giờ trang bị rồi, chỉ chạy xíu có gì chích luôn. Thời gian mặc đồ lặn là khoảng tầm 15 phút nha mọi người. Rồi mọi người muốn mặc bộ đồ lặn này nhanh nè, phải nhúng bộ đồ lặn này xuống nước nè, mọi người thấy thấm nước á, mặc cho nó mới nhanh nha. Mọi người đẩy trên bờ đi kích gịch là mặc vô không nổi đâu, mặc vô vừa mệt lắm, phải đẩy người ướt á, mặc vô mới dễ nha. Lưu ý cho anh em nào chơi môn thể thao luôn nha, không bao giờ gài súng ở trên bờ nha mọi người, xuống nước hay gài nha. Chứ lại đi lặn á mọi người nhớ để ý á, ghe người ta chạy qua nè, nghe tiếng ghe là phải chồi lên nha, không thôi nó chạy qua cái dịch chém chết à, sợ lắm á. Rồi ok, xuống biển. Nói cho phải chạy luôn hả? Ok, lên đường. Thấy mấy chiếc
không? Lặn mà phải coi mấy chiếc ghe nguy hiểm nha mọi người. Lại gần mình không phải tránh xa đi, tại vì chiến dịch nó nguy hiểm lắm. Không thể nào mọi người nên cẩn thận xíu. Nếu mọi người có an toàn xíu á, mọi người sẽ buộc một cái thùng mớp hay là buộc cái phao theo á. Giống như anh Tường mà buộc cái thùng mớp theo, Tường mà buộc cái phao theo để biết cho ghe biết là mình đang lặn nha mọi người. Rồi thôi, mình là mấy anh em đi bắn nè. Chúc mấy quay mà, cho mọi người xem thành quả mình với Tường ha. Không ít thì nhiều thôi. Không nói trước được, biển giả mà. Cảm ơn mọi người cùng theo dõi thấy với anh Tường nha.
trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Em đây, nó cầm bự nhau rồi. Anh em mình bơi gần bắn gần bờ thôi chứ không có cá mà 50 kg đâu nha. Cá nửa ký, 1 ký đổ lại thôi. Lâu lâu hơn thì con được 2-3 kg. Cú đỏ nè, cú đỏ nè, cú vàng nè, cái rìa nè, cái đỏ nè, nhưng kia là hồng đậu á, là mú cọp, này là mú tiêu hay mú sao gì nữa, đẹp ha, như cái tràm. Vậy là ok đó mọi người ơi. À. Tại mình với anh Tường là đi bắn từ trong bờ bơi ra ngoài đó. Tầm 300m, 400m hay 500m gì đó. Ra bắn nha mọi người, chứ trong bờ không có cá. Rồi đa số mấy anh em bắn là bắn chuyên nghiệp, bắn kinh doanh đó, bắn về bắn lại đó. Là người ta đi cano hay đi vỏ ra ngoài đó. Ta chạy hòn này hòn kia bắn nha. Nên cá bự không à. Chứ không so sánh với mình được nha. Mình là bắn giải trí thôi. Anh em đi chơi bắn giải trí về làm mồi nhậu. Cái chương súng cho anh Tường. Quá im lắm chứ bộ. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nhớ bấm like đăng ký ủng hộ hai anh em nha. Còn ai xinh xinh thì share cho mọi người cùng xem ha. Chứ con lít rưỡi rồi, nhẹ nhẹ rồi uống rồi. Vậy chừng đi mua. Đó, thành quả chiều mấy với mình với Tường rồi thấy không? Cho ba ra chạy nó nhiều nhiều. Về tiệm mình nhậu nha, mấy anh em nè, Phong nè, Tần nè, Tường nè, Cương nè. Quả đây, làm sạch sẽ nè. Nhúng lẩu nha nọ. Hấp dẫn không? Nó tâm nữa để ngồi quay để. Tâm nó không biết tâm nó qua không nữa. Nó giận nữa. Mời mọi người ăn luôn nha, ngon lành. Thì anh em hạn chế chơi tại bãi nha mọi người. Biết sao không? Tại vì sợ gác quá. Ta bắt, ta bắt trước mình chơi sợ gác quá. Nên vì nhà nhậu mà. Cao cao em đừng có để gục quá. Trụng đúng rồi, trụng nó giòn giòn ăn ngon. Cao cao nấu cái lóc mà. Ăn lẩu, uống rượu. Vô. Ăn rượu hai cái đi, này nặng quá. Có làm được đi cho em. Cá ngon không? Thôi, cá từ xanh. Ăn cái vàng. Bỏ đi đi chút xíu rồi chạy về. Bên đây có mấy con búp luôn nè mày, bên sát bên nè. Có. Rồi thầy bên đây có một mình nè. Để bao tử lại. Đâu bao tử nha mọi người. Ngon lành. Vô. Cô tung vũ để trong nhà luôn hả? Bỏ như vậy dòng. Cô đi lúc mấy giờ vậy? Chưa tới 1 giờ. Lúc 11 giờ mấy tao nhắn tin mày, tao kêu đi ra cầu cảng bắn cá không? Tin nhắn phải không? Tao để điện thoại nhà mà. Tao để điện thoại thôi đâu. Lúc 11 giờ mấy, 1 giờ mới đi mà.